Doraemon. Khi nhắc đến Doraemon thì ai cũng biết đây là một cậu bạn mèo máy rất đáng yêu, rất dễ thương và có rất là nhiều bảo bối quyền năng. Nhưng thực ra Doraemon lại là một sản phẩm lỗi của thế kỷ 22. Tại sao lại nói như vậy? Hãy cùng tìm hiểu về Doraemon nhé. Những điều thú vị về Doraemon. Tên của Doraemon có nghĩa là chú mèo đi lạc. Ở đây có thể hiểu là đi lạc từ tương lai về quá khứ. Tên Doraemon trong bản tiếng Trung thì lại được gọi là Tiểu Đinh Đan. Nghe dễ thương ha. Ngoài ra, Dora cũng là cụm từ bắt đầu từ bánh Dorayaki, hay khi câu chuyện chúng ta quen với tên gọi là bánh rán, là món ăn mà mèo ú rất thích đó các bạn. Và các bạn đừng có tưởng lầm, bánh rán là bánh chocoba như chúng ta vẫn tưởng như xưa giờ nha. Doraemon sinh ngày 3 tháng 9 năm 2112. Chiều cao 129,3 cm, nặng 129,3 kg, vòng bụng 129 cm, đường kính chân 129,3 mm. Doraemon có thể nhảy cao 129,3 cm khi thấy chuột, công suất tối đa là 129,3 mã lực phanh. Tốc độ chạy thông thường là 5m một giây thôi, nhưng khi gặp chuột, Doraemon có thể chạy tới 129,3 km/h. Các bạn có thấy lạ không? Khi ở một số tập truyện, Nobita có thể cõng Doraemon dù cân nặng của mèo ú là 129,3 kg. Quá trời là hư cấu luôn. Và con số 1293 có thể gọi là con số may mắn của Doraemon, khi tác giả Fujiko Fujio luôn luôn sử dụng con số này trong các số đo hình thể của Doraemon của chúng ta. Ở phiên bản gốc ban đầu, Doraemon là chú mèo máy màu vàng nha các bạn, chứ không phải là màu xanh như các bạn tưởng đâu, và có hai tay hoàn chỉnh luôn. Vừa mới ra đời, Doraemon đã tình cờ bị tia lửa điện của bọn cướp đang trốn chạy đánh trúng. Cậu trở thành sản phẩm lỗi của nhà máy sản xuất robot trong trẻ thế kỷ 22. Và cậu thường xuyên bị thầy hiệu trưởng than phiền về sự kém chất lượng so với lô hàng cùng lứa ở trường đào tạo robot. Trong một lần bất cẩn khi ngủ trưa, Doraemon đã bị con chuột gặm cả hai tay. Mất đôi tay, cô bạn gái Nora Miyako chê cười và bỏ rơi cậu. Điều này khiến cho cậu trở nên sốc nặng và chán nản. Cậu đã leo lên tòa tháp và dùng nước hồi phục. Không hiểu vì sao, sau khi uống nước, Doraemon đã khóc rất nhiều. Nước mắt đã làm lớp sơn phủ màu vàng bị gột rửa đi mất và lộ ra lớp sơn xanh như hiện nay chúng ta đã biết về mèo ú. Và theo thống kê sơ bộ thì Doraemon có khoảng 4.500 bảo bối, nhưng đa phần bảo bối của Doraemon đều là hàng second hand giá rẻ nha, nên lâu lâu cứ bị hư bị mát hoài luôn á, khiến Nobita của chúng ta nhiều lần lên bờ xuống ruộng luôn. Và không ngoa khi nói ông Fujiko Fujio là một nhà tiên tri về công nghệ, khi từ những năm thập niên 70 mà ông đã tưởng tượng ra những món bảo bối cho tới ngày nay đã dần thành sự thật. Có thể kể đến như bánh mì chuyển ngữ, ngày nay là Google dịch đó, máy ghi lại văn bản bằng giọng nói. Nó khá giống với tính năng tự gõ văn bản bằng giọng nói của smartphone của các bạn nha. Máy ảnh lưu trữ âm thanh, trên iPhone hiện giờ đã có tính năng chụp ảnh kèm âm thanh này rồi. Máy thiết kế mô hình y chang như cái máy in 3D ngày nay luôn. Máy chụp ảnh ghép phông nền, u là trời, TikTok có tính năng này nè mấy bà. Máy ảnh điều khiển từ xa y chang con flycam, hay đồng hồ tiện ích có khác gì Apple Watch của chúng ta đâu. Và còn nhiều nữa mà kể không hết luôn á. Còn rất nhiều video thông tin bổ ích và thú vị nữa trên kênh của Duy Kim, các bạn đừng quên follow nhé. Xin cảm ơn.